Chứng kiến khủng hoảng, liệu Picotim sẽ làm gì tiếp theo? Chào bạn, chào các Pioneer. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều Pioneer chờ đợi quá lâu và họ đã mất kiên nhẫn, thậm chí còn quay sang tố Picotim, bày tỏ thái độ bất mãn khi mà các tài khoản của họ chưa nhận được slot KYC hoặc bị treo ở mục 6 chờ duyệt KYC hoặc chưa xanh ở mục 8 xếp hàng đợi di chuyển Picoin về mainnet. Các lộ trình xử lý về mặt công nghệ của Picotim từ trước đến nay có thể xem là khá chậm và từng bước chắc chắn. Điều này cũng thể hiện khối lượng công việc rất lớn mà team đã phải xử lý trong thời gian vừa qua. Đứng trên hai góc độ của cả người dùng và nhà phát triển, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những chủ đề quan trọng mà Picotim đang phải đối mặt để giải quyết. Qua đây, chúng ta cũng có thể hình dung ra khối lượng công việc khổng lồ mà team đang phải gánh vác. Xin mời các Pioneer hãy cùng chúng tôi theo dõi trong video tiếp theo đây. Phần 1. Hoàn thiện Mask KYC. P-Network đã chính thức quá trình KYC cho toàn bộ mạng lưới được hơn một tháng này và hàng loạt tài khoản đã được KYC thành công, đưa tài khoản về trạng thái chờ Picoin Mainnet. Tuy nhiên, với mạng lưới đã đạt tới 45 triệu người dùng trên toàn cầu, thì khả năng Mask Adoption cho toàn bộ là một điều không dễ dàng. Đặc biệt hơn là thuật toán xét duyệt KYC của Picotim được chính đội ngũ Picotim phát triển. Không giống như những công nghệ KYC khác, thuật toán KYC của Pi kết hợp cả yếu tố công nghệ và phi tập trung vào quá trình xác thực của mình. Nói cách khác, mạng lưới các nhà xác thực địa phương là yếu tố khác biệt nổi bật nhất trong thuật toán này. Để có thể xử lý được lượng dữ liệu của 45 triệu người dùng, trải dài 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 200 loại ngôn ngữ trên toàn cầu, sự khác biệt về giấy phép cư dân của các quốc gia, đảm bảo tài khoản chính phủ, không phải là bot, để cam kết tính minh bạch và công bằng, thì rõ ràng là P-Network và Picotim vẫn đang đối diện với một bài toán rất lớn, mặc dù lời giải thì đã có. Bên cạnh đó, dự án còn phải tuân theo các luật định về chống rửa tiền, chống khủng bố, đảm bảo an ninh thông tin cá nhân. Phần 2. Hệ sinh thái Ecosystem. Sau khi kết thúc kỳ thi Hackathon đầu năm, số lượng dự án tiếp tục phát triển trên nền tảng để phục vụ người dùng còn là một ẩn số. Vì theo lịch sử trong những năm trước, sau khi nhận thưởng xong thì rất ít dự án tiếp tục đi tiếp với P-Network. Sau khi quá trình Mask KYC thành công, công bố giải thưởng cho Hackathon kết thúc, khả năng Picotim sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái cho mạng lưới bằng một trong hai cách sau. 1. Để cho các dự án tự do build app trên nền tảng của P-Network, sử dụng các tài nguyên sẵn có mà Picotim đã công bố trong mùa thi năm nay. 2. Tiếp tục tổ chức các kỳ thi Hackathon trong quý 3 và quý 4 năm nay. Cho dù chọn phương án nào thì Picotim vẫn sẽ phải hoàn thiện các bộ ứng dụng tiêu chuẩn SDK để dự án có thể kết nối vào blockchain của Pi, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái trong thời gian sắp tới. Phần 3. Lựa chọn nốt đi vào mạng mở. Theo Picotim, quá trình hiện tại, dự án vẫn còn nằm trong giai đoạn mainnet kín, tức là hệ thống chưa hoàn toàn phi tập trung và các máy nốt vẫn còn thuộc 100% quyền điều hành của Picotim. Nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn này là hoàn tất KYC cho người dùng, đảm bảo người thật, việc thật, không bị máy ảo, các con bot ảo chiếm lấy tài sản Pi, đưa Pi về mainnet và xây dựng một hệ sinh thái đủ mạnh, đa dạng để phục vụ người dùng. Ngay sau đó, chính là việc lựa chọn các máy chạy nốt đủ tiêu chuẩn để bắt đầu di chuyển chúng lên mạng chính, vì các nốt hiện đang chạy vào thời điểm này chỉ là mạng testnet. Trong mạng mainnet mở, các máy nốt sẽ phải đạt đúng tiêu chuẩn của mạng lưới đưa ra, ít nhất là độ ổn định của mạng Internet, khả năng xử lý số liệu của máy tính và mức độ hoạt động ổn định 24/7. Có được những điều này mới đảm bảo máy nốt sẽ giúp cho mạng lưới P-Network hoạt động hiệu quả và phi tập trung trên Open Mainnet. Trên đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao về các quan điểm mà chúng tôi đã phân tích về tình trạng hiện tại của Picotim? Hãy để lại comment ngay bên dưới để thảo luận cùng cộng đồng. Nếu thấy video hôm nay thú vị, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án P-Network và giao dịch an toàn. CryptoLinkVN rất vui khi được cùng các Pioneer đồng hành và khám phá P-Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.